Một cô gái 18 tuổi tự ngủ bằng cách đâm vào những người xung quanh, không chỉ không ngăn cản mà còn vỗ tay hoan nghênh. Hóa ra Hạ Tiểu Lan và Vương Kiện đang trong mối quan hệ tình cảm bí mật. Không chỉ khuyến khích anh thi đại học, cô còn mượn sách của chị gái Hạ Tử Ngọc cho người đàn ông ấy. Khi giấy báo trúng tuyển đến, Hạ Tiểu Lan không đậu đại học, trong khi chị gái Hạ Tử Ngọc và Vương Kiện đều đậu vào đại học. Tồi tệ hơn nữa là chị gái Hạ Tử Ngọc trở thành bạn gái chính thức công khai của Vương Kiện. Tin đồn lan truyền rằng Hạ Tiểu Lan muốn cướp bạn trai của chị gái, thậm chí còn có người nói Hạ Tiểu Lan lăn lộn với tên đàn ông hạng 2 ở làng bên trong. Một người là sinh viên đại học thập niên 80 với tương lai tươi sáng, một người đã hủy hoại danh tiếng, không có một tài năng nào, tương lai chỉ có thể lấy một ông già khú đến không thể giúp gì cho gia đình. Vì lợi ích, cả nhà đều ủng hộ chị gái. Hạ Tiểu Lan không thể chấp nhận sự tổn thương mà tin đồn gây ra, nên cô đã tự ngủm như ở đầu câu chuyện. Giờ đây, một điều bất ngờ, nữ tổng giám đốc từ thế kỷ 21 đã xuyên không vào Hạ Tiểu Lan và được nhận một cuộc sống mới. Thế sẽ đòi lại công lý cho chủ nhân cũ. Tiểu Lan, mẹ đã luộc trứng gà cho con, nhanh lên ăn khi còn nóng để bồi bổ cơ thể nào. Người phụ nữ trước mặt là mẹ của Hạ Tiểu Lan, cô không biết phải đối xử với bà như thế nào. Vì trong ký ức, Hạ Tiểu Lan rất thô lỗ với Lưu Phàm, nhìn con sinh ra một đứa con hư hỏng, làm nhục cả nhà tổ tông. Con dám lấy trứng gà nhà để ăn nữa à? Tao mắng mấy câu mà nó giả vờ đâm đầu ngủ. Tưởng bà già tao sợ à? Muốn ngủm thì đi ngủm đi, đâm đầu không ngủm thì nhảy sông cũng được. Đứa nhỏ mới tỉnh dậy, xin mẹ hãy tha cho nó đi ạ. Tao không có cháu gái hư hỏng đó. Con nhỏ mà không biết xấu hổ, còn muốn cướp luôn bạn trai của Tử Ngọc. Dù bà không muốn công nhận tôi là cháu gái, nhưng tôi vẫn phải gọi bà một tiếng bà. Bà cứ chửi tôi là con điếm đi. Đằng nào người ta cũng đang xem gia đình mình làm trò hề rồi. Dù sao tôi cũng không còn danh dự gì nữa, nhưng các chị em trong nhà tôi vẫn sẽ phải lấy chồng chứ. Cô còn mặt mũi nào mà nói nữa? Chính cô đã làm trì hoãn việc lấy chồng của Hồng Hoa mà. Tại sao cô không đi ngủm đi cho rảnh? Tôi sẽ của trách Tiểu Lan, cô ấy sẽ không dám làm. Cô ấy sẽ thay đổi mà. Mẹ đừng nóng vội, con sẽ không cãi nhau với bọn họ nữa. Ngay cả Diêm Vương cũng không bắt con phải ngủ. Bây giờ con định sống tiếp một cuộc đời ý nghĩa. Ai không vui với con thì con sẽ làm cho họ cũng không vui nữa. Nếu ở nhà khiến mọi người khó chịu thì con sẽ ra đi. Vậy thì tôi sẽ dọn ra ở riêng luôn. Lưu Phàm hốt hoảng, cô gái nào chưa lấy chồng mà dọn ra ở riêng được. Hạ nãi càng khó chịu hơn trước, cô có vẻ mặc kệ như con lợn không sợ nước sôi luộc. Suýt chút nữa làm Hạ lão thất khiến bà ngất xỉu. Cô định dọn đi đâu? Đừng nghĩ đến chuyện trốn về nhà bà ngoại tránh gió đấy. Vài ngày nữa lại quay về đây. Nhà có một căn nhà cũ trên bãi sông mà. Các người ở đầu làng, tôi ở cuối làng. Tôi sẽ ở đó, để mọi người khỏi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Đồ vật nhơ nhóc, đáng hổ thẹn. Không được ngủ mày là may lắm rồi. Giờ còn muốn có một căn nhà riêng ở nữa à? Người mơ đi. Mặc dù căn nhà cũ trên bãi sông đã cũ nát tơi tả, nhưng Hạ lão vẫn không chịu đồng ý. Không thể để Hạ Tiểu Lan sống quá thoải mái. Vậy thì tôi không dọn đi nữa, ở nhà vẫn có cơm ăn áo mặc cũng được rồi. Dù sao danh tiếng tôi cũng đã hỏng rồi, thì cứ an lòng làm gái già ở nhà vậy. Chị lớn là sinh viên đại học quý tộc, chắc chị không để em gái chị bị ngủm đói đâu. Cô bé ngủ mấy ngày, giờ tỉnh dậy lại như thể biến thành người khác vậy. Không được, để cô ta ở nhà, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình. Phải bắt cô ta dọn ra ở riêng thôi. Căn nhà cũ sẽ cho cô ta ở, dọn đi càng tốt, để khỏi gây họa cho người khác trong nhà nữa. Cầm ít khoai lang này đi. Từ nay sống ngủ mày không liên quan gì đến gia đình này nữa. Tiểu Lan, con không thể đi đâu được. Bố con về thì sao? Vì trận mưa lớn kéo dài, lũ lụt tại huyện đã làm vỡ đê ở huyện bên cạnh. Họ đang vận động thanh niên trai tráng đi xây đê cứu. Đàn ông đều đi xây đê cả rồi. Mẹ, đi cùng con tới bên đó sống nào, để đợi bố về rồi tính. Con không biết nấu ăn, một mình con sẽ ngủm đói mất. Hạ Tiểu Lan không định bỏ rơi Lưu Phàm. Nếu cô đi mất, gia đình nhất định sẽ hành hạ Lưu Phàm thật tệ. Cô cũng nghĩ rằng Lưu Phàm sẽ nhân nhượng, nên cố tỏ ra cứng rắn, buộc Lưu Phàm phải đi cùng. Lưu Phàm bất đắc dĩ phải đi theo, bởi bà không thể bỏ mặc an nguy của con gái để nó một mình đi ở căn nhà cũ, đã gây ra cảnh náo loạn giữa ban ngày. Nhiều người ở ngoài giỏng tai nghe đầu đuôi câu chuyện. Khi thấy Hạ Tiểu Lan ra ngoài, họ công khai chỉ trỏ, chế giễu cô ta. Đáng đời bị đuổi ra ngoài, ngay cả anh rể mình cũng không tha. Lần này gia đình Hạ thật sự mất mặt lớn rồi. Nghĩ mà xem, chị cô ta vừa đỗ đại học cơ mà, cô ta lại đi phứa đời. Thứ cô ta về nhà, chắc chắn đánh trong một trận tơi bời. Hạ Tiểu Lan không tranh cãi với họ, vì lúc này cô đã thề sẽ trở nên tốt hơn. Rất nhanh sau đó, họ đến một nơi gần ủy ban xã, thấy cánh cổng rào siêu vẹo ngả nghiêng, cánh cửa không có cả một ổ khóa, tường và mái nhà đều có lỗ hổng. Đây chính là nơi họ sẽ ở trong thời gian tới. Lưu Phàm ôm ấp củ khoai lang trong lòng, bần thần lúng túng, vì đây hoàn toàn không phải là nơi che nắng che mưa. Tiểu Lan, con nghe lời mẹ đi, chúng ta quay lại xin lỗi bà nội của con đi. Bố con sẽ về sau vài ngày nữa thôi. Nghĩ đến chồng Lưu Phàm lại run sợ. Bản tính bà vốn nhát gan. Cha đẻ của Hạ Tiểu Lan là Hạ Đại Quân, một gã đàn ông nói ít làm nhiều, chỉ quan tâm đến việc lớn không để ý việc. Trong ba anh em nhà Hạ, chỉ có ông không sinh được con trai. Hạ Đại Quân cảm thấy mình mất mặt, thường xuyên chửi rủa Lưu Phàm, say rượu còn hành hung bạo lực. Trong mắt ông, Hạ Tiểu Lan chỉ là gánh nặng tốn kém. Bố về rồi. xem ông ấy sẽ chọn ai đi, là con hay chị gái của con. Chắc chắn bố sẽ yêu thương con. Chuyện cô Tử Ngọc là do mẹ tự nói. Nói đến đây, Lưu Phàm mất hết can đảm. Hạ Đại Quân thực sự không thích Tiểu Lan. Vì sinh Tiểu Lan đã khiến Lưu Phàm bị thương tổn, không thể sinh con nữa. Hơn nữa, hiện tại hy vọng đều đặt lên vai cô chị Tử Ngọc đỗ đại học. Ngay sau đó, hai người vào nhà. Mẹ ơi, con đi nhặt củi về nhé. Mẹ dọn dẹp vệ sinh một chút. Thực sự quá lộn xộn rồi. Tiểu Lan, con nhanh lên nhanh về nhé. Đừng để mẹ lo lắng. Thực ra, cô muốn quan sát làng Đại Hàm xem có thể kiếm tiền từ đâu. Không có tiền trong người thì cũng chẳng có được. Kế hoạch tốt đẹp nhất cũng không thể thực hiện. Nhưng may thay, bên bờ sông có vài phụ nữ đang cái liếc là nhận ra Hạ Tiểu Lan. Họ liền chỉ trỏ, thì thầm về cô. Tuy nhiên, Hạ Tiểu Lan không đếm xỉa, không muốn lãng phí sức lực vào việc cãi vã. Thay vào đó, cô suy nghĩ về kế sinh nhai. Đồng thời nhặt những cành cây khô. Đột nhiên đi đến bãi sậy. Hai con vịt hoang bay lên. Nhìn kỹ hơn, cô phát hiện một tổ vịt. Bên trong có khoảng 10 quả trứng vịt ngỗng. Cô nhặt trứng vịt vào giỏ, dưa quấn củi khô trên vai về nhà. Mẹ ơi, con đói rồi, chúng ta nướng khoai lang ăn nhé. Mẹ sẽ nướng khoai lang cho con ăn. Dưa luộc thêm vài quả trứng vịt bồi bổ cơ thể. Con nhìn xem, con gầy trơ xương như sắp bị gió thổi bay mất vậy. Không nên ăn trứng vịt bây giờ đâu. May mắn của chúng ta sẽ nằm ở những quả trứng vịt hoang này. Hiện tại người dân làng đang chăm sóc lúa trong đồng, chưa có thời gian đi thu hoạch sậy. Mình hãy tìm thêm nhiều trứng vịt nữa để mang vào thị trấn bán. Tối nay chúng ta sẽ đi đến bãi sậy và xem có bắt được vài con ngỗng hoang không nữa. Vậy là đến tối, hai mẹ con cầm giỏ đi về phía bãi sậy. May mắn thay, trăng sáng đêm nay không cần đèn pin cũng nhìn rõ đường. Đột nhiên, người giữ chuồng bò phát hiện ra họ. Ông lão hóa vô cảnh các chuồng bò rất cảnh giác. Ai đang ở đó vậy? Đến đây làm gì? Là tôi đây ạ. Tôi muốn nhặt vài quả trứng vịt để bồi bổ cơ thể cho đứa trẻ. Ồ, không phải là vợ anh Đại Quân đó sao? Hạ Tiểu Lan bị đuổi khỏi nhà là tin đồn ở khắp làng Đại Hà rồi. Ông Vương không mấy thích Hạ Tiểu Lan. Con bé mặt dày không biết kính trọng người lớn tuổi, ngày thường cũng chẳng chào hỏi ai. Nhưng Lưu Phàm thì đáng thương lắm. Ông lão nghĩ ngợi, rồi đưa cây đèn pin trong tay cho Lưu Phàm. Đi đi nhưng phải cẩn thận an toàn nhé. Ngày mai trả lại cho tôi. Cảm ơn ông Vương nhiều lắm. Có sự trợ giúp của cây đèn pin, những tổ vịt hoang trong khu vực đã gặp họa rồi. Hai mẹ con Hạ Tiểu Lan lùng sục suốt vài tiếng đồng hồ và nhận được khoảng 70 đến 80 của trứng. Ngoài trứng ra, họ còn tìm thấy một tổ ngan non vừa nở. Tiểu Lan, chúng ta hãy mang những chú ngan con này về nuôi tạm đã. Khi chúng lớn lên, biết đâu lại bán được với giá tốt. Hay là bán luôn đi cho rảnh nợ. Vì ngay cả chuyện có đồ ăn cũng là vấn đề với họ. Nuôi vài con vịt hoang của thực không dễ dàng gì. Cho dù nuôi lớn rồi, ai mà biết chúng sẽ thuộc về ai. Người đàn ông không chỉ không yêu thương con gái mà còn đe dọa sẽ đánh ngủ cô ta. Cha đẻ của Hạ Tiểu Lan là Hạ Đại Quân. Vì con gái mình không đậu đại học nên lan truyền trong làng đủ loại tin đồn xấu về con gái ông ta. Hôm qua còn xảy ra cuộc cãi vã lớn với bà nội nữa. Hơn nữa, cả nhà chỉ thương yêu cô chị Tử Ngọc đỗ đại học. Điều này càng làm bố cô tức giận hơn. Hai mẹ con nhẹ nhàng đong đến số trứng vịt ngỗng hoang mà họ vừa nhặt được cộng với 12 của Hạ Tiểu Lan nhặt trước đó. Tổng cộng có 82 quả. Vừa tảng sáng, hai người mang theo trứng và những chú ngan con ra phố. Ở thị trấn có hai nhà máy lớn, một nhà máy chế biến thịt và một nhà máy nông cụ. Sau khi thảo luận, họ quyết định đến gần nhà máy nông cụ xem sao. Khi đến nơi, trời đã sáng hẳn. Bên cạnh Hạ Tiểu Lan, có một số người cũng mang đồ ra. Có vẻ như hôm nay khá thuận lợi. Người bán gà, người bán khoai lang, nhưng chưa ai bán trứng gà trứng vịt cả. Nghĩa là không có đối thủ cạnh tranh với mình. Cô bé, cô bán trứng gà với giá bao nhiêu vậy? Chào cô ạ. Đây là trứng vịt ngỗng hoang đấy ạ. Tất cả đều tươi mới. Nếu cô thích, tôi bán rẻ hơn trứng gà cho cô đấy. Trứng vịt ngỗng và trứng gà cỡ bằng nhau cả đấy. Nếu rẻ hơn trứng gà thì chắc chắn rất hời rồi. Giá thị trường trứng gà là 12 đồng một kg. Con phải dùng phiếu lương thực. Trứng gà do nông dân tự bán, không cần phiếu lương thực, chỉ 15 đồng. Nhìn bà già đứng đó không đi, rõ ràng là đã thấy hấp dẫn rồi. Nếu bà mua dưới 10 của thì tôi tính một của 3 xu. Từ 10 của trở lên thì một của 2 xu. Từ 20 của trở lên là một của 1 xu. Có to mà giá hời thế này, làm sao bỏ lỡ được. Càng mua nhiều càng tiết kiệm nhiều tiền. Được rồi, tôi mua nào. Cho tôi gói 21 của trứng vịt ngỗng. Vâng, xin đợi tí nhé, tôi sẽ đóng gói ngay. Chỉ trong chốc lát, Hạ Tiểu Lan đã đóng gói xong trứng. Tổng cộng là 2 đồng 3 xu 1 hào phải không? Nhưng Hạ Tiểu Lan chỉ lấy 2 đồng 3 xu, bỏ qua phần 1 hào lẻ. Tiểu Lan này, từ khi tỉnh lại sau cơn ngủ dài, cô ấy như thể đã biến thành một người khác vậy. Đến cách buôn bán cũng rất khôn khéo, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Sau khi nhận trứng, bà lão vội vã rõ để làm gì. Không lâu sau, bà lão mua trứng vịt trước đó, dẫn theo vài người khác lại ùa tới. Mọi người nhanh lên, tẹt ga là hết bán mất đấy. Giá trứng vịt ngỗng vẫn như lúc này chứ? Đúng vậy, vẫn giá cũ đấy. Mua càng nhiều càng rẻ. Qua đường đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Những người cùng đoàn với bà lão lại nhảy ồn ào, yêu cầu Hạ Tiểu Lan bán rẻ hơn. Lúc thì nói trứng vịt ngỗng không ngon bằng trứng gà, lúc lại chê trứng to nhỏ không đồng đều. Hạ Tiểu Lan chỉ cười mỉm, không nói năng gì. Người mua hàng mới chính là thằng khờ cả. Cố nhiên, thấy Hạ Tiểu Lan bình tĩnh, ba người do bà lão dẫn tới vẫn tranh nhau mua sạch số trứng vịt ngỗng còn lại. Hạ Tiểu Lan đã tính toán kỹ càng, nhằm vào tâm lý muốn được giá rẻ của khách hàng. Điều Hạ Tiểu Lan chưa tính đến là những chú vịt con cô mang theo thì không dễ bán. Người ở thành thị sống trong nhà nhỏ cũng chẳng có thóc thừa để cho vịt ăn, nên cô không bán được chúng. đang phân vân không biết làm sao với 7.000 con thì người bán khoai lang bên cạnh lại gần. Cô đổi ngang con lấy khoai lang không? Tôi thật sự không muốn ăn khoai lang nữa rồi. Ăn nhiều vào mắc chứng khó tiêu. Thật là khổ sở, nhưng có vẻ như không ai muốn mua chúng đâu. Vậy thì đổi đi cho xong chuyện vậy. Không lẽ phải mang về nhà? Được thế này, tám chúng ăn con đổi cho tôi 20 cân khoai lang nhé. 20 cân thì quá nhiều rồi. Tối đa một con chỉ được đổi 1 cân thôi. Nếu nuôi lớn rồi bay đi thì tôi lỗ lớn mất. Vịt có thể dùng lá rau, cỏ và run đất. Ngoài phiền toái một chút nhưng không tốn thóc thì tốt. 8 con ngan lớn lên có thể cho 2 con đẻ trứng. Mỗi ngày thu nhập ít nhất 2 xu. 1 tháng có 3 đồng rồi. 1 năm là 36 đồng đấy. Hạ Tiểu Lan tính toán chi tiết cho đối phương. Người đàn ông không còn chào giá nữa mà thật sự đổi 20 cân khoai lang lấy những chú ngan con. Chúng tôi là người làm quê, cả năm lăn lộn cũng chẳng kiếm được đến 200 đồng đâu. Nhưng chỉ trong ngày hôm nay đã kiếm được 10 đồng rồi. Như vậy 1 tháng cũng kiếm được 300 đồng. Thực ra mẹ cũng có thể nuôi ngan nhặt trứng để chúng đẻ ra, thì đấy sẽ là nguồn thu nhập lâu dài đấy. Nhưng nuôi ngan con thì không chắc sống được lâu. Thời gian quá dài, chúng ta không thể chờ đợi. Tất nhiên là phải đổi lấy thứ cấp thiết hiện tại là lương thực rồi. Nuôi lớn rồi thì ai mà biết được chúng đẻ bao lâu một lần. Chẳng lẽ đẻ trứng cả 365 ngày một năm? Điều đó không thể nào xảy ra được. Sau đó, hai mẹ con đi dạo quanh thị trấn, ghé vào siêu thị để mua đồ sinh hoạt cần thiết. Vì khi rời khỏi nhà, họ không mang. Rồi hai mẹ con trở về nhà gạt để lấy chăn màn và quần áo. Khi gần đến nơi, họ nhìn thấy một người đàn ông đang to tiếng với một nhóm phụ nữ. Tiểu Lan, đó không phải chú của con đó sao? Sao ông ấy lại ở đây nhỉ? Chúng ta qua xem tình hình thế nào. Nhà các người thật là ác độc quá, làm hại em gái và cháu gái của tôi như vậy. Nếu hôm nay các người không giải thích một cách hợp lý thì đừng trách tại sao tôi san bằng cả nhà các người. Chú ơi, sao chú lại đến đây? Tiểu Lan, mẹ con đi đâu vậy? Nghe tin về các con hôm qua, tôi đã vội vã trở về từ huyện. Rồi tôi tới căn nhà cũ nơi các con ở trọ, nhưng không thấy ai cả. Tôi còn tưởng hai mẹ con gặp chuyện gì rồi chứ. Vì chúng con phải đi gấp nên chỉ mang theo 20 cân khoai lang từ bà, chẳng mang theo bát đũa gì cả. Cũng quên không mang theo quần áo chăn màn nữa, nên chúng con quay lại lấy đồ đạc. Khi gặp cảnh chú bị la lối như vậy đấy. Đấy, cậu thấy chúng nó không sao rồi chứ? Chuyện này rõ ràng là lỗi của bọn chúng mà. Hãy nói thật lương tâm đi. Có nhà nào lại bỏ mặc con dâu và cháu gái ra ngoài không? Tôi già rồi, cũng chẳng thể quản được ai nữa. Để đại quân về rồi tự xử lý vậy. Chú ơi, khi bố về nhà chắc sẽ đánh ngủ con mất. Vậy thì phải làm sao đây? Có tôi ở đây, ông ấy mà động tới con thì coi chừng. Nhanh đi lấy quần áo đi. Hôm nay để tôi quyết định giúp các con. Đừng ở cái nhà cũ nát nữa. Về nhà tôi ở đi. Tiểu Lan à, chú không để chút dư địa gì sao? Khư ý muốn tách rời họ ra sao? Liệu chú có nuôi nổi mẹ con chị suốt đời không? Dì ba, chú tôi nuôi không nổi tôi suốt đời đâu. Chứ gì có nuôi nổi không? Bảo con Hồng Hoa trả quần áo của tôi cho tôi đi. Tôi muốn mang đi nơi khác. Đúng rồi chú nhớ, chúng tôi vẫn còn chút lương khô ở nhà cũ đấy. Lát nữa sẽ mang theo luôn. Hôm nay tôi có đi xe đạp tới đấy. Một chiếc xe đạp cồng kềnh mới toanh dựa vào bức tường, khiến mọi người trong nhà đều kinh ngạc. Lưu Dũng là thợ xây giỏi nhất trong làng, kiếm được 2 đồng mỗi ngày là lương cao rồi. Một chiếc xe đạp như thế ít nhất cũng phải trên 200 đồng. Tuy nhiên, thời đại đó, thu nhập trung bình 1 năm của người dân cũng chỉ khoảng 200 đồng. Rất nhanh chóng, mọi người lên đường về căn nhà cũ tại xã để lấy đồ đạc còn lại. Chú ơi, cháu muốn làm một ít việc kinh doanh nhỏ. Chú có nghĩ cháu có thể làm được không? Hạ Tiểu Lan vừa dọn đồ, vừa kể cho Lưu Dũng nghe kế hoạch bán trứng gà của mình. Cô cảm thấy chú thật sự là người hiểu biết, nói năng và hành động rất thẳng thắn. Sau khi nghe xong, Lưu Dũng không bình luận gì ngay. Chú nói thật nhé, muốn kiếm tiền là điều tốt, nhưng việc buôn bán trứng này không thích hợp lắm đâu. Nếu chú nói sai thì cháu đừng nóng giận nhé. Chú chỉ đưa ra một vài gợi ý. Công việc này lợi nhuận thấp, lại vất vả và có thể sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. Chúng ta nên thử làm một việc khác nhẹ nhàng hơn. Nông dân đi bán trứng gà ở thành phố chỉ cần mang trong giỏ là được rồi. Nhưng mỗi lần phải mang hơn 100 quả trứng vào thành phố thì rất khó khăn. Việc vận chuyển rất phức tạp, việc thu gom trứng gà cũng phiền toái lắm. Vốn liếng của cháu ít quá, chỉ đủ trông cậy vào việc bán trứng gà để nuôi sống cháu và mẹ. Cháu đã đưa bà ấy ra khỏi nhà gạt, chứ không phải để bà ấy lo sợ và đói rách. Con người ta sinh ra là phụng hoàng, con của bà ấy sinh ra lại là con. Giờ đây cháu sẽ cho bà ấy cuộc sống sung túc. Ai bảo rằng con là con quỷ đòi nợ? Cuộc sống của mẹ không quan trọng đâu, quan trọng là con phải có cuộc sống tốt. Nếu làm công việc này, cháu cũng cần vài chục đồng vốn liếng. Cháu còn thiếu bao nhiêu? Chú sẽ đưa cháu thêm. Cháu chỉ còn 6 đồng thôi ạ. Chú có 50 đồng đây, cháu cầm lấy trước đã. Cháu sẽ làm việc kinh doanh này như thế nào? Chúng ta bàn thảo kỹ càng nhé. Nếu thiếu tiền, vài ngày nữa chú sẽ đưa thêm cho cháu. Cảm ơn chú nhiều lắm, cháu sẽ coi đây là khoản vay của chú. Đúng lúc đó, có tiếng ồn ào bên ngoài. Hóa ra cha đẻ của Hạ Tiểu Lan, Hạ Đại Quân đã tới. Tiểu Lan, các con định đi đâu vậy? Nghe nói các con đánh nhau với bà ngoại à? Được lắm, con quỷ không biết. Ta đang định đi tìm mày mà giải quyết luôn rồi, thì mày tự đến tay ta đấy. Vợ con mày suýt bị người ta đánh ngủm rồi còn gì, mà mày đâu có tỏ ra hiểu biết gì đâu. Em gái tao lấy được cái đồ vô dụng như mày thật đúng là đen đủi 8 đời. Anh nói năng đàng hoàng chút đi. Mi là đồ không ra gì, cả nhà người ta không ai thèm mày cả. Đến cháu gái ta cũng phải nhờ vào bọn chúng mới được miếng ăn. Hôm nay Ta nói luôn cho rõ ràng, Tiểu Lan, từ nay về sau, chẳng còn liên quan gì đến nhà đó nữa. Là một sợi dây bằng một số cây sậy, sau đó đan sợi dây thành những khung nhỏ bằng kích thước của trứng. Rồi sâu tất cả những khung nhỏ lại với nhau. Tiếp theo đặt trứng vào bên trong. Cuối cùng rắc một số dơm cắt nhỏ lên trên. Như vậy là một khay đựng trứng đơn giản đã được làm xong. Nguyên nhân là Hạ Tiểu Lan muốn thu gom trứng gà từ các ngôi làng để đem bán ở thành phố. Vì vấn đề vận chuyển, cộng thêm vào những năm 80, đường đi hầu hết đều là đường đất. Có nhiều ổ gà, ổ voi rất dễ làm vỡ trứng. Vì vào những năm 80 vẫn chưa đầy đủ như hiện nay. Ở nông thôn, những khay xốp để vận chuyển trứng gà thì hiếm hoi. Nên Hạ Tiểu Lan nghĩ ra cách làm, một cách đơn giản nhưng vẫn đạt yêu cầu bằng cây sậy. Sau khi bà mẹ và Hạ Tiểu Lan bị kỳ thị, họ đã dọn ra khỏi nhà đó. Khi hay tin, chú Lưu đã đón họ về nhà mẹ đẻ của mình. Mọi người đã về tới đây rồi à? Hạ Tiểu Lan, con khỏe không? Nghe nói con bị va đập vào đầu ở nhà. Suýt chút nữa làm tôi hồn siêu phách vậy. Lại đúng lúc em trai nhỏ của con bị sốt cao. Tôi không thể buông tay được. May mà con không sao cả. Vào nhà nói tiếp nhé. Còn em gái cũng đến nữa. Từ nay cô ấy và Hạ Tiểu Lan sẽ ở nhà chúng ta. Em xem dọn dẹp căn phòng để không ở bên kia. Để Tiểu Lan và em gái vào ở. Nhanh nhanh, vào nhà đi, vào nhà đi. Dì ơi, con muốn làm một chút việc kinh doanh nhỏ để dành tiền ra tỉnh lập nghiệp. Ở huyện An Khánh có nhiều cơ hội hơn. Cũng để tránh những người ở đây nói xấu sau lưng. Chúng tôi sẽ không ở lại đây lâu đâu. Ý chú Lưu Dũng là Hạ Tiểu Lan và mẹ đã cư ngụ tại nhà rồi, nhưng không nói sẽ ở bao lâu. Hạ Tiểu Lan hiểu rõ tình thế xã hội nên vội giải thích với Lý Phượng Mai. Con bé này, con và mẹ con đừng suy nghĩ nhiều. Hai mẹ con cứ ở đây với chúng tôi, đừng suy nghĩ cái gì hết. Nhanh vào nhà với dì đi. Chị Hạ Tiểu Lan, đầu còn đau không? Chị Hạ Tiểu Lan càng ngày càng xinh đẹp. Thằng nhóc này đã biết nịnh nọt rồi đó. Đưa tràn cho chị sờ xem. Còn sốt không nhỉ? Không nóng rồi, có vẻ đã khỏi. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ cho mẹ cuộc sống tốt đẹp. Cả hai chúng ta đều khỏe mạnh, không cãi nhau vì miếng ăn. Sống một cuộc đời thỏa mãn và ngon lành. Để mọi người thấy con gái yêu quý của mẹ. Thật là biết điều lắm rồi, mẹ chỉ mong con được sống tốt. Tiểu Lan do mẹ không có khả năng để con phải chịu thiệt thòi. Này Hạ Tiểu Lan, gần đây bận mùa, chú không ra đường nhiều, để chiếc xe đạp ra ngoài không dùng. Con có biết đạp xe không? Chiếc xe đạp thì con biết đạp. Trước đây đã từng tập tễnh một chút. Loại xe đạp cũ kỹ hai thanh giằng ngang, nó có thể chở hàng và đi được. Cả người lẫn hàng đều có thể chất lên hàng trăm cân. Ý của Lưu Dũng là để Hạ Tiểu Lan đi xe đạp làm việc kinh doanh nhỏ đó, tận dụng thời gian bận rộn mùa vụ để khởi nghiệp. Nếu không thể chịu được gian khổ này, Lưu Dũng cũng sẽ tìm cách khác cho cô ấy. Nhưng làm thế nào để vận chuyển trứng gà đến thành phố? Xe đạp sẽ không làm vỡ chúng sao? Vào những năm 80, vì chưa có đường liên xã, huống hồ là đường nhựa, đạp xe thật sự rất sốc đến tận thành phố thì khó chịu được. Trứng gà không thể chịu được. Nếu trong 100 của có 10 của vỡ, Hạ Tiểu Lan sẽ hoàn toàn không có lợi. Sau này vận chuyển trứng gà đường dài có khay đựng trứng, cộng với đường xá bằng phẳng, hiện tại điều kiện của cô ấy rất khó khăn. Tất nhiên không thể tìm được khay nhựa đựng trứng, nhưng Hạ Tiểu Lan có một cách thay thế khác. Tôi nghĩ ra một cách. Đó là chúng ta lấy một số cây sậy làm thành sợi dây, đan thành những chiếc rổ nhỏ bằng kích thước của trứng, gừng của trứng vào bên trong, rồi sâu chúng thành từng dây. Nhồi vào các kẽ hở bằng dơm cắt nhỏ hoặc các loại vật liệu khác như dơm già. Như vậy sẽ bảo vệ rất tốt, không làm vỡ trứng. Tiểu Lan, con có biết đan những thứ đó không? Con cứ chỉ cho mẹ cách làm là được rồi. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Tiểu Lan đi dạo quanh làng để xem có cách nào kinh doanh không. Lúc đó, cô ấy nhìn thấy em trai đang chơi với một nhóm bạn cùng trang lứa. Chị Hạ Tiểu Lan, sao chị đến đây? À, Tiểu Bảo, em đang chơi ở đây à? Hạ Tiểu Lan nhìn những đứa trẻ, bỗng nảy ra một ý tưởng. Các bạn nhỏ ơi, các em có muốn ăn kẹo không? Chị có thể đưa tiền để các em đi mua ở quán tạp hóa. Thật không chị Hạ Tiểu Lan? Thật đấy, nhưng mà các em phải giúp chị một việc. Biết trứng vịt lội trong đầm sậy chứ? 3 quả trứng vịt lội đổi được 2 xu. Lấy tiền đổi kẹo mà ăn. Nhưng các em phải đi tìm trứng từng đôi, không được đi gần bờ sông. Những đứa trẻ này sinh ra vào những năm 80. Ở nông thôn, 2 xu rất có sức hấp dẫn với trẻ em. Tiền lì xì năm mới cho trẻ em cũng chỉ vài xu, nhiều nhất cũng chỉ có 1 đồng. Với số tiền đó mua kẹo, mua pháo nổ thì có thể chơi rất lâu. Nhờ trẻ em giúp tìm trứng vịt lội, sử dụng nguồn lao động rẻ nhất. Sau hơn 1 giờ, một bé gái dẫn theo em gái đã thực sự nhặt được hơn chục quả trứng vịt lội cho Hạ Tiểu Lan kiểm tra là trứng tốt. Đúng là thực hiện đúng lời hứa, các em đã nhặt được 16 quả trứng. Đây là 1 đồng 7 xu. Nếu nhà có trứng gà thì cũng có thể bán cho chị. Chị đang ở nhà của Đạt Đạt, nhưng khi bán trứng gà thì phải hỏi người lớn trong nhà trước. Rồi cô bé và em gái cầm tiền, hớn hở nhảy nhót về nhà. Vì có được hơn 1 đồng, không có sự đồng ý của người lớn thì chắc chắn không dám. Rất nhanh, Hạ Tiểu Lan đã phát động các trẻ. Trong vòng 2 giờ đồng hồ, cô ấy đã thu gom hết tất cả cây sậy xuống. Vịt lội kêu quạc quạc, đập cánh loạn xạ trong đầm sậy. Còn có tìm thấy những con vịt con mới hỏi Hạ Tiểu Lan có muốn không? Bây giờ đã có nơi để nuôi vịt. Hạ Tiểu Lan dự định mang về cho Lưu Phàm giải trí. Cô ấy đã thu gom được hơn 90 của trứng vịt. Khi cô về đến nhà thì thấy Lưu Phàm đang đan rổ cỏ. Trên đất đã có một đống rổ đan xong. Tiểu Lan về rồi à? Mau lại xem mẹ đan thế nào. Đan kiểu này có hợp ý con không? Vâng, đúng là mẹ phải đan kiểu này rất tốt. Cô ơi, chị Tiểu Lan mua rất nhiều trứng vịt, còn mua kẹo cho con nữa. Lý Phượng Mỹ ở trong bếp cũng nghe thấy và cười. Trước đây Hạ Tiểu Lan không kiên nhẫn với Đạt Đạt như vậy. Đứa trẻ này là hồn thiên sống của Lý Phượng Mỹ. Hạ Tiểu Lan đối xử tốt với Đạt Đạt, mẹ sao không thích điều đó. Lúc này không khí trong cả nhà rất vui vẻ, vì đã quá lâu không đạp xe. Sau khi đặt đồ xuống, Hạ Tiểu Lan đã đạp chiếc xe đạp hai thanh rằng để đi tập luyện. Ban đầu Hạ Tiểu Lan chưa thạo, đạp loạn choạng, nhưng sau khi đạp một đoạn, rõ ràng đã thành thạo hơn nhiều. Đúng lúc đó, một người phụ nữ cầm một chiếc giỏ đã gọi cô lại. Tiểu Lan, nghe nói nhà em đang thu mua trứng gà, tôi cũng đang định đi nhà em đây. Giá bao nhiêu vậy? Dì ơi, đúng là tôi đang thu gom trứng gà. Bây giờ nhà nào cũng không ai dối để đem trứng bán ở huyện Lị cả. Thời tiết nóng lên nhanh quá, tôi thu gom lại rồi sẽ bán ở huyện Lị. Tất nhiên tôi cũng phải kiếm chút tiền công lao vất vả. Dì xem giá một quả trứng 12 xu có được không? Tiểu Lan à, tôi nghe nói ở huyện Lị họ bán được 15 xu một quả đấy. Sao em chỉ mua 12 xu thôi? Dì à, giá trứng tươi luôn thay đổi, không giấu gì gì, đôi khi 15 xu, đôi khi còn rẻ hơn nữa. May ra không bán được, hay bị va đập hỏng trên đường thì tôi gánh rủi ro nếu thu quá nhiều trứng. Làm ăn thì làm sao kiếm lời được chứ? Trên đường còn hao hụt phí tổn nữa, làm thất tỉnh cũng xa huyện Lị lắm. Bình thường đi một lượt chẳng sao, nhưng mùa bận rộn thì đi qua đi lại lãng phí nửa ngày câu. Ai mà có thời gian đâu. Được rồi, tôi bán cho em vậy. Tiểu Lan à, nhìn em còn trẻ thế này, lại xinh đẹp nữa, mà lại biết kinh doanh buôn bán, về sau chắc chắn là một nữ đại gia giàu có đây. Còn về những lời đồn thổi ở làng các người thì dì không tin đâu. Cảm ơn dì, đây là tiền trứng của dì, xin dì nhận lấy. Nếu lần sau còn trứng thì vẫn có thể bán cho tôi. Vậy tôi xin phép đi đây. Dù đúng hay sai thì cũng không sao. Điều mang lại cho Hạ Tiểu Lan cảm giác ấm áp, khiến cô bỗng cảm thấy người trong làng cũng không phải ai cũng vô lý, tin đồn một chiều mà không xác. Như thế này, Hạ Tiểu Lan đạp xe đi thong thả. Ngày hôm sau, tin về người phụ nữ bán trứng gà cho Hạ Tiểu Lan nhanh chóng lan truyền khắp làng. Đến đây thì việc buôn bán trứng của Hạ Tiểu Lan bắt đầu. Nhiều người mang trứng gà đến gặp cô, ngay cả người từ làng bên cạnh cũng đem trứng đến nhà lừa. Cô thu gom được gần 400 quả trứng và 200 quả trứng vịt. Cho đến tối muộn, vẫn có mấy người đang miệt mài đan rổ. Ngay cả cô Lý Phượng Mỹ cũng tham gia. Nhanh chóng, nhờ nỗ lực của mọi người, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Việc cuối cùng là đặt từng quả trứng gà và vịt vào những chiếc khay đựng trứng đan bằng sậy. Vào lúc trời vừa hửng sáng, hai mẹ con chuẩn bị trứng gà và trứng vịt để lên đường đến huyện Lị. Vẫn giống như lần trước, đi đến bãi đậu xe nông cụ bán hàng rau. Cô bé, cô lại đến bán trứng rồi à? Vâng dì à, hôm nay dì có mua trứng nữa không? Trứng gà thì hôm nay tạm thời không mua. Trứng vịt mua cách đây mấy hôm vẫn chưa ăn hết. Trứng vịt làm trứng muối và trứng vịt muối rất ngon. Còn nếu để luộc hoặc rán thì phải dùng trứng gà. Trứng gà tôi bán 15 xu một quả. Dì là khách quen rồi, tôi tính cho dì 14 xu nhé. Trứng vịt lội thì vẫn giá cũ mấy hôm trước. Cuối cùng, người phụ nữ đó cũng không thể cưỡng lại được lời nói của Hạ Tiểu Lan. Đã mua 10 quả trứng. Khi thời gian trôi qua từng chút một, những người công nhân đến làm việc liên tục xuất hiện. Lúc này việc kinh doanh của Hạ Tiểu Lan mới hưng nhanh chóng. Nhân lúc công nhân đến làm tại bãi xe nông, Hạ Tiểu Lan đã bán gần hết số trứng mang theo. Mẹ xem, an toàn phết đúng không? Ngày mai con sẽ vào thành phố một mình, nhà phải có người ở nhà thu gom trứng gà, không thể cứ phiền gì hoài được đâu, người ta cũng có việc riêng. Lưu Phàm khó nói lắm. Hạ Tiểu Lan thuyết phục mọi người mua hàng khi cô ấy không thể nói được. Việc đi huyện Lị chỉ có thể là Hạ Tiểu Lan. Đến sau 9 giờ sáng, Hạ Tiểu Lan mới bán hết tất cả. Cô dự định ngày mai sẽ đổi đến ngoài chợ thịt. Cô gái 18 tuổi đang đẹp nhất đâm đầu vào tường tự mù. Sự việc bất ngờ, nữ tổng giám đốc hiện đại nhập vào thân Hạ Tiểu Lan. Ở những năm 80, được một lần nữa bắt đầu cuộc đời. Buông tay ra, các người muốn làm gì? Em gái làm gì mà hoảng hốt vậy? Chúng tôi đến mua trứng thôi mà. Không thì đừng trách tôi không khách sáo đấy. Hãy đến chơi với anh em một lát nào. Cứu tôi với, có kẻ biên thai tấn công phụ nữ. Cứu tôi với, chúng nó đẩy tôi vào ngõ hẻm kia rồi. Hạ Tiểu Lan hoảng sợ la lớn lên, cố gắng sức vung vẩy con dao cạo duy nhất để chúng. Đúng lúc đó, có một tên bị Hạ Tiểu Lan cười trúng mặt, làm 3 tên biên thai kinh hoàng tạm lùi. Đồ khốn kia, 2 tên nữa mau giữ nó lại. Sau đó 2 tên kia lao đến chỗ Hạ Tiểu Lan, may mà cô kịp tránh, vội vàng bỏ chạy. Mau đuổi theo đi, còn đứng ngơ ngẩn làm gì? Các người muốn ăn đòn nữa à? Hạ Tiểu Lan cũng rất hoảng sợ trong lòng. Với cơ thể yếu ớt này, dù không phải người lùn nhưng dù thế nào cũng không thể đánh lại được 3 tên. Đúng lúc đó, xuất hiện người khác trước mặt, không biết từ lúc nào. Những kẻ xấu xa lực lượng cũng điều này khiến Hạ Tiểu Lan hoảng sợ, không lối thoát, trước có sói sau có hổ. Cô ấy chỉ đành phải xông thẳng. Cô gái đừng sợ, tôi không phải người xấu. Anh ơi, bọn chúng đang đuổi theo tôi. Mấy thằng đều cắn này có gan thật đấy, giữa ban ngày mà sách nhiễu phụ nữ. An ninh trật tự xấu quá rồi. Cô bé đừng sợ, chuyện này cứ để anh lo, anh sẽ cho lũ phế vật này ra bã. Nếu biết điều thì mau tẩu thoát đi, thì bọn anh em sẽ không khách sáo đâu. Ồ, là thế à? Vậy để xem các người có thể làm gì ta. Tất cả hãy tấn công nó đi. Từ từ thôi, đừng nóng vội, chưa biết chừng. Hôm nay ta tha cho mấy con chó các người. Hai người anh em, cho hỏi xưng hô thế nào? Tôi tên Chu Thành, anh ấy tên Khang Uy. Chúng tôi là lái xe tải, tình cờ đi qua đây nghỉ chân. Tôi tên Hạ Tiểu Lan, thật là quá cảm ơn hai vị. Hay là giao chúng cho công an luôn đi. Đứng dậy hết đi, đừng có giả đó chỉ là một thằng nghèo rớt mồm. Người khác được nướng khoai với em sao chúng tôi lại? Bọn anh đều là đàn ông cả, hay là cùng nhau vẫy vùng cho nó đỡ tức đi. Các người nghĩ các người là ai hả? Là thứ đồ gì nào? Chỉ biết chiêu người phụ nữ. Khi đến đồn công an, Chu Thành và người kia nhận hết trách nhiệm, không hề đổ lỗi cho bọn kia, còn khen ngợi hai người can đảm. Trước đó không lâu đã nhận được thông báo của Bộ Công an, huyện An Khánh sẽ tích cực phối hợp chiến dịch trấn áp tội phạm. Đối với những tội phạm có tội trạng phải xử lý nghiêm ngặt, nên hai người đó đã dũng cảm hành sự có công. Sau khi ra khỏi đồn công an, Hạ Tiểu Lan khẳng khái muốn mời hai vị cứu mạng đi ăn. Do túi tiền khiêm tốn, nên chỉ có thể đến một quán mì. Khang Uy nói nhiều, khá hướng ngoại. Chu Thành trông có vẻ hung dữ, trên thực tế lại không nói nhiều. Người này trông giống kẻ xấu hơn cả ba tên đáng ghét. Nhưng đối với tôi, ân tình của hai vị không thể đền đáp chỉ bằng một bát mì. Hôm nay để tôi khao hai vị. Chúng tôi ăn thì có lý nào để cô gái trả tiền, hay là để chúng tôi khoản đãi? Thôi mà hai người đừng cãi nhau nữa, không thì về tôi sẽ mất ngủ mất. Hôm nay các anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Được rồi, vậy thì chúng ta đừng cãi nhau nữa. Lần sau tôi sẽ mời. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng tôi đưa cô về nhé. Hạ Tiểu Lan chưa từng ăn thịt lợn, ít nhất là đã từng nhìn thấy lợn. Người tên Chu Thành này có cảm tình với cô và không hề che giấu tình cảm đó. Như vậy có phiền cho các anh không? Không phiền đâu, chúng tôi đã chạy xe đường dài vài ngày, dọc đường vốn cũng cần nghỉ chân. Sau khi đưa cô về sẽ quay lại huyện lỵ. Một mình cô đi trên đường rất nguy hiểm. Nếu những tên đảng điếm kia có đồng bọn thì sao? Cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn không phải người xấu. Nghe thế, nếu Hạ Tiểu Lan còn cự lại nữa thì thật ra là coi thường người cứu mạng mình rồi. Bất đắc dĩ cô ấy chỉ còn cách đồng ý để họ đưa về. Ngôi nhà kia chính là nhà tôi. Đường trong làng nhỏ quá không đi vào được. Các anh chỉ cần đưa tôi đến đây là được rồi. Ngày mai cô còn phải đi huyện An Khánh nữa không? Tất nhiên rồi anh Chu. Các anh có nghỉ đêm tại nhà khách huyện An Khánh không? Ngày mai tôi sẽ đến tìm các anh để mang bữa sáng qua cho các anh. Ngày mai đừng ra đi quá sớm nhé. Quá ngọt rồi đấy anh trai à. Anh thật sự đã có cảm tình. Ngoài chuyện hôm nay ra, bình thường các cô gái sẽ bị dọa khiếp, có khi sẽ không dám làm ăn tiếp nữa. Chu Thành cảm thấy Hạ Tiểu Lan không giống cô gái bình thường. Trông cô ấy yếu điệu yếu đuối, nhưng thực ra khá gan dạ. Hôm nay Hạ Tiểu Lan về muộn, khiến Lưu Phàm lo lắng vô cùng. Lưu Phàm đang định ra ngoài tìm cô thì may mắn Hạ Tiểu Lan về tới nhà. Tiểu Lan, tại sao con về muộn thế này? Mẹ đã lo lắng muốn chết. Con bị vấp ngã dọc đường nên chỉ có thể đẩy xe về thôi, nhưng cũng đã làm vỡ khá nhiều trứng. Con có bị đau không? Để mẹ xem kỹ một chút. Con không sao cả, may mà gặp hai người tốt bụng. Họ chở con một đoạn đường, ngày mai con sẽ mang bữa sáng qua cho họ. Cảm ơn họ. Con à, ngày mai con nên nghỉ một ngày đi. Nhưng con đã hứa sẽ mang bữa sáng cho họ mà. Đúng rồi, bữa tối con đã ăn ở huyện lỵ rồi. Em gái à, em cứ đi làm việc của em đi. Chú muốn nói chuyện với Tiểu Lan một chút. Có chuyện gì thế chú? Hôm nay cháu có vấp ngã đấy à? Nhưng chú không phải là mẹ cháu. Nếu có chuyện gì thì cháu có thể nói với chú. Càng gần gũi, Hạ Tiểu Lan càng cảm thấy chú Lưu Dũng rất tinh tường. Cô cũng không giấu giếm mà kể lại chi tiết mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay. Nghe nói những kẻ đó đã thu thập thông tin về lai lịch của tôi trước. Thanh danh xấu xa của tôi đã lan đến tận huyện lỵ. Hạ Tiểu Lan bán trứng thì cứ bán trứng. Liệu có phải cô ấy tự xưng mình từ làng Đại Hà không? Lưu Dũng cũng cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Ngày mai tôi sẽ vào thành phố hỏi han thêm. Và cảm ơn hai vị cứu mạng mà cô nói. Cô bé này thật là chỉ mời người ta ăn hai bữa là xong à? Còn việc đồng áng thì sao? Không sao, để tôi nhờ người khác giúp đỡ, sẽ không bị chậm trễ đâu. Tiểu Lan, ta sẵn sàng chưa? Lên đường thôi. Dạ đây chú ạ, con ngồi phía sau nhé. Cẩn thận đừng làm vỡ trứng trong rổ hai bên. Tối qua mẹ con thu dọn trứng vỡ, vừa làm vừa thương hại lắm. Dạ, chú tốt quá. Chúng ta lên đường thôi. Lưu Dũng nhìn chằm chằm chiếc xe đạp, nghĩ thầm cô bé này lại nói ngây thơ. Ông rất thương yêu Hạ Tiểu Lan, giống như thương con trai Đạt Đạt vậy. Đều là con cháu nhà Lưu. Khi Lưu Dũng tới nửa đường, trông thấy xa xa có một người đứng đợi bên lề, trong lòng đột nhiên cảnh giác. Thằng nhóc nào rảnh rỗi thế kia? Chẳng lẽ là đồng bọn của lũ đảng đếm hôm qua đang đứng rình rập trên con đường này để tìm phiên tòa với Tiểu Lan? Chú ơi, người đó là anh Chu Thành. Đúng là anh ấy và một người nữa đã cứu con hôm qua. Anh Chu, sao anh lại ở đây? Tôi có bảo đừng ra đi quá sớm mà. Sao lại đi sớm? Đây là chú ruột của con. Chú ấy muốn đến cảm ơn hai anh. Chú ơi, đây là anh Chu Thành. Chu Thành hơi bối rối, gặp gia đình quá nhanh. Chu Thành chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhưng mà vốn là người không theo lễ nghi gì cả. Chu Thành cũng gọi Lưu Dũng là chú theo Hạ Tiểu Lan luôn. Tôi là Chu Thành, thật là quá cảm ơn anh Chu Thành. Tôi đã nói ở nhà là nhất định phải đưa Tiểu Lan tới để cảm tạ hai vị. Cô bé này không biết nặng nhẹ, được cứu mạng chỉ mời ăn một bát mì là xong. Đúng rồi, còn có anh Khang Uy nữa phải không? Tối qua chúng tôi ở nhà khách huyện An Khánh, vẫn còn một xe hàng. Tôi để Khang Uy trông xe. Nghe Tiểu Lan nói hôm nay vẫn phải vào thành phố, tôi sợ mấy tên đàng điếm hôm qua có đồng bọn nên đã đến đứng đợi trên đường. Nguyên nhân là thế đấy à. Đi, chúng ta vào thành phố rồi tính. Ban đầu Chu Thành đích thân đến đón Hạ Tiểu Lan, không ngờ Lưu Dũng cũng tới cùng. Vì Thuật Toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.